Chào tất cả các bạn, quay lại với video mới của mình. Thì hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem thử cái thùng xốp để mình nuôi cá bảy màu. Thì mình mới mua 5 con cá bảy màu. Thì, có hai con cái và ba con cái và hai con đực. Gọi là cá bảy màu chứ mình thấy thực sự nó chỉ có cái màu đỏ đỏ với lại cái màu trắng đục đục thôi. Còn mấy cái màu 1 2 4 6 kia không biết là cái màu gì nữa. Mình đã trang trí bằng những cái con ốc biển, con sò, con ốc ốc cờ, ốc tai, giỏ con đẹp, một con ốc gạo nữa. Luôn cái này bắt tiện chỉ có cái là mình chỉ nhìn được từ phía trên nhìn xuống thôi, còn ngoài ra xung quanh không nhìn thấy được cái gì hết. Vừa rẻ vừa đẹp, nếu mà nè, trang trí thêm vài cái bụi cỏ gì đó, về cái bèo, cái lục bình gì đó nó sẽ đẹp hơn. Mình nuôi để mình trang trí, để mình chơi vậy thôi chứ cũng không có giá trị gì nữa. Bảy màu ở đâu không biết chứ, ở đây mình mua một con tới 7.000, 5 con hết 35k, hơi bị mắc. Bảy màu gọi là cái màu Thái Lan gì đó. Bạn biết cái vỏ ốc này không? Vỏ ốc này gọi là vỏ ốc tai nè, nó tới 5 cái lần giống như là một cái bàn tay xè ra 5 ngón như đó. Này ốc nhỏ thôi, cái này là ốc con. Rồi đây là vỏ của một con sò mồng. Sò mồng là nằm phía bên đây. Sò mồng. Còn bên đây là ốc cờ. Đây là cái vỏ còn đẹp, chắc cũng quen thuộc lắm. Những cái mài tròn đó là không phải viên bi đâu, đó là cái mài của cái con ốc cờ đó. Mình sẽ lấy cận cảnh cho xem luôn. Một vài tròn đó nè, đầy đẹp. Chắc là cứng như đá vậy đó. Cứng lắm. Ốc cờ này thì nó bị biến quá rồi. Nó ở lâu, nó chết lâu, ở dưới nước lâu quá, nó bị biến quá. Cái mày tròn tròn nãy là đưa vừa lỗ này. Mày cho xem ốc tai. Này chỉ có một mặt thôi, nó còn một mặt nữa. Này mình đi dọc bẫy mình lượm được không? Này nhỏ thôi, cái loại to tới mấy kg rồi. Này có chút xíu rồi. Vỏ cũng đẹp. Này thì cũng khá là nhiều. Rồi mình làm về mình kiếm nhiều quá, xỏ lỗ đây nè. Mình cho em làm chuyên gió nó đắt. Con này cũng nhiều lắm. Thì mình như cánh bướm bướm. Này mình có cái khung gì đó. Xong cái mình lấy cái trời của mình dán lên gì nè, dán lên nè, bơm bớm gì nè, đẹp lắm. Cho những phái nữ nó trang trí thôi, cái mình thì hơi rồi. Mình mà trang trí những làm những thứ đó không biết gọi mình là cái gì nữa, cũng tà ban quá. Mình thì cũng chỉ mới test thử mấy con cá bảy màu này mình nuôi thôi chứ mình cũng không có biết cách để mà mình nuôi hay là mình bảo dưỡng nó như thế nào nữa. Mình thấy đẹp đẹp mua về chơi thôi chứ cũng không biết nuôi sao nữa. Toàn nhiều ăn ít thì nước sâu nước ít thì oxy gì không biết.
đó là không không cần oxy gì, tôi không biết. Mình gãy mấy cái đồ thức ăn cho nó chìm dưới sâu hết rồi, không thấy năng rồi, giờ họp nổi trên. Người ta vừa luôn cũng bao nhiêu thôi. Ok, và tất cả các bạn đã xem video clip của mình thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người, và nhớ đăng ký để ủng hộ cho mình một lượt đăng ký để tiếp tục làm video thêm nữa. Xin chúc tất cả mọi người vui vẻ. Dạ. Xin chào lại, hẹn gặp lại video mới nữa.